Hello tất cả mọi người nha, mình là Viu Sagui đây. Và chúc cho đấu ngày hôm nay, hiện tại các phơm bài của mình đang có đó chính là 3 thách đấu và 2 bóng đêm nha. Với Ire, Maokai, Samira 1 sao và tướng đêm chính của mình đang có đó chính là Jihin cũng như là con Kalista là 1 sao đang cầm hai quyền trưởng nha mọi người. Và từ đầu game tới tận bây giờ luôn á là mình cũng đang đếp được một lượng máu và gọi là cực kỳ ổn luôn khi mà đang còn tận 82 máu nha, ở tầm rau 2.7 giờ. Và hiện tại là mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng á, mọi người đưa ra yêu cầu cho mình làm rất là nhiều luôn á. Đây chính là Kalista 3 star x 3 quyền trượng nha. Hiện tại là mình cũng đang muốn tiếp tục tích tiền nha mọi người và lên tầm level 7 đi để mà kiếm Kalista 3 star hơn. Còn cái việc mà kiếm đồ chuẩn á có phải gọi là quá dễ rồi. Tại vì lúc đầu game Metro 2.1 là mình cũng đang có được một lỗ bạc như vẽ luôn nha mọi người. Đó chính là học qua Pandora vẽ đồ cứ gọi là như họa sĩ luôn á. Riêng cái mũ chính này á thì mình làm thử thách đồ dị á như là 3 mũ, 3 kiếm, 3 cùng cung hoặc là 3 trang bị giống nhau á nha mọi người á, thì làm nó sẽ dễ hơn rất là nhiều luôn so với mũ 8, mũ 7 hoặc là mũ 6 nha. Tại vì bây giờ mọi người được chọn lõi trước mà, khá là dễ luôn á. Nhưng mà dễ ở đây á chỉ có việc mà đi săn đồ dị thôi nha mọi người. Chứ nếu như mà xét vào cái việc mà đi săn lõi á, nó vẫn khó như ngày nào. Như là lõi xây bài nè, lõi kim cương nè, nó vẫn khoai nha. Ông này là một cái phơm bài có hiệu triệu nhân với Cassiopeia, As, Karma và tướng tăng cơ chính là Galio. Liệu mình có thắng được hay không đây? Nhưng mà tầm này thua nó vẫn ngon hơn nha mọi người. Tại vì đang chủ thua 2 chọn mà. Nếu mà chủ thua 3 chọn mà tầm này thua tầm 1-2 con á, quá tuyệt vời luôn. Kalista ok rút nè. Còn nó không? Không kịp anh em ơi. 1.800 đam mà mình nghĩ là trong đó là tầm hơn 1.000 đam là sẽ tương chuẩn rồi đó. Sẽ tương chuẩn ở đây có nghĩa là bỏ qua tất cả mọi lượng giáp và khăn phép nha. Và nó rút thẳng vào máu luôn nha mọi người. Rút nhiều máu á là chết luôn đó. Rồi, để cùng xem thử cái lõi thứ hai nó ra cho mình cái lõi gì nào. Lõi vàng à. Cặp đôi hoàn cảnh khá là ngon luôn á em ơi. Rất là ngon luôn á nha. Tại vì nếu như mọi người chưa biết á thì con Kalista nè với lại là con Warwick á, nó đang có một cái meta gọi là anti meta luôn á nha. Đấy chính là cặp đôi hoàn cảnh Warwick carry hoặc là Kalista carry nha. Nhưng mà nó sẽ cần khá là nhiều điều kiện luôn á, như là đồ chuẩn nè, 3 sao nè, cũng như là còn một cái lõi cặp đôi hoàn cảnh nha mọi người. Thì nói chung là mình đang ưu tiên làm những cái meta nào mà nó dễ chơi, nó mạnh nhất ở trong từng phiên bản. Xong rồi nếu như mà ở trong cái phiên bản đó là mình đã làm hết meta rồi á, thì mình sẽ chuyển sang làm những cái meta nào mà nó dị nè, với lại là nó ít người chơi nha mọi người. Thì mình sẽ ưu tiên làm cái meta nào mà nó mạnh nhất á, để cho mọi người có thể leo rank dễ hơn nha. Mà làm sao, tại vì hiện tại là mình cũng đang làm thử thách đồ dị mà. Và anh em đừng quên nha, khi mà mình làm video meta là mình sẽ cố gắng không lấy ấn lõi biến hệ các kiểu á mọi người. Còn riêng về đồ dị á thì mình sẽ là ngược lại nha. Cố gắng lấy thì vàng càng nhiều là càng tốt nè, cũng như là biến ấn một cái form bài để đẹp một tí. Ok, quăng con Nasus này cũng hơi mệt đó. Ủa, rút một phát hơn 1.000 đam chuẩn mà. Nhưng mà quăng nó từ đầu game tới cuối game luôn. Nói chung là Kalista 1 sao ở đầu game như thế này nó vẫn còn hơi bị thiếu đàm tí. Nếu mà Kalista 3 sao là thôi chứ. Và mọi người đừng quên nha, con Kalista này á, khi mà nó xài kỹ năng nó sẽ găm một phát là 6 cây giáo luôn. Anh em nên nhớ quăng đánh thừa một cái á là một cây giáo, quăng 6 cái á mới là 6 cây giáo nha. Nhưng mà con Kalista này á, nếu như mà nó có đầy mana nha mọi người, nó xài kỹ năng thì một phát là 6 cây giáo luôn nha. Sẽ khá là bá. Và nếu như mọi người build ba cái quyền trượng á thì mới đầu con Kalista này á, nó sẽ full mana luôn. Và cái quyền trượng này á, anh em đừng quên nó sẽ có một cái nội tại đó chính là cộng dồn phép nha. Đánh càng lâu phép nó càng cao. Và cặp đôi hoàn cảnh này á, nó sẽ cho tăng thêm sức mạnh công kích, phép thuật, giáp và kháng phép khi mà có hai cái vị tướng giống nhau ở trên cùng một cái sàn đấu. Và nếu như mọi người lên được Kalista 3 sao á, nó sẽ tặng cho mọi người một con Kalista 2 sao nha. Và bỏ vào thôi chứ siêu mạnh luôn. Ui ông này Garen kìa, nó trâu chưa. Kalista vẫn đang bắn được nha, rút phát là chết luôn nè. Tên bạn là một cái form bài đè Maesa với Sona 2 sao đang cầm chân biển sáng carry. Hiện tại ở mùa 9 này có rất là nhiều lõi mới nha. Nhưng mà nếu mà xét về lõi kim cương hoặc là lõi bạc để mà làm thử thách đồ dị á, thì mình cũng thấy nó ngang ngửa với những cái mùa khác thôi nha mọi người. Chỉ có điều là nó thay những cái lõi kim cương bằng những cái lõi bạc, cái lõi vàng khác mà có cái phiên bản khác của nó nha anh em ơi. Nhìn công top 1 vẫn đang là 100 máu và chua thua bất kỳ một cái trận nào cả. Đi chợ nè. Nói chung là khi mọi người có hộp quà Pandora á, thì đi chợ cố gắng lấy cho mình là tướng mọi người cần hoặc là tướng mắc tiền nhất nha, để về bán thôi. Còn riêng về cái trường hợp này thì mình đang thiếu đúng mỗi cái con
À nhầm, thiếu đúng một cái nước mắt thôi để mà về lắp luôn là ba cái quyền chuyển cho con Kalista nha mọi người. Rồi, và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu gì đó thì đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha, để mà có thể đọc được hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện từng cái một. Ông top 8 đang có một con linh thú mới luôn nha, vừa mới được ra mắt ở trong vài ngày gần đây thôi, là con The Dragon X Aichot nha mọi người. Ok, lên level 7 nào, kẹp sen vào nha. Mình đang muốn roll Kalista 2 sao càng sớm là càng tốt nè. Và mình đang kẹp đi chung với một cái form bài là quân đảo bóng đêm nha mọi người. Nó sẽ tạo giáp dựa theo phép, cũng như nó được tăng thêm một cái lượng giáp rất là ảo luôn á. Đây rồi, Kalista 2 con, bỏ vào luôn nha mọi người. Đấy, kích một cái form bài cặp đôi hoàn cảnh nè. Chủ thua 5 trận rồi, tới lúc là phải comeback lại đó. Chứ nếu như mà cái lượng máu này mà thua tiếp tục thì mình nghĩ nó không ổn cho lắm. Quăng nè, quăng nè, quăng nè. Cộng dồn lên nha mọi người á. Quăng nè, quăng nè, rút nè, ác chưa, quăng nè. Và mọi người đừng quên nha, cái giáo của con Kalista này nó sẽ cộng dồn được nha mọi người. Một con thì là một giáo, hai con thì là hai giáo nha. Nhưng mà hai con này á, nó xài giáo chung nhau được nha mọi người. Là giả bộ có cái con kia nó quăng giáo nhưng mà chưa đủ máu để mà rút. Nhưng mà có con kia nó quăng vào á, mà nó cộng vô mà đủ máu á nha, thì con khác nó vẫn rút được nha mọi người. Đấy, nên khi mà chơi Kalista cặp đôi hoàn cảnh á, nó sẽ có một lợi thế cực kỳ lớn luôn. Đó chính là sốc đem tem bạn siêu siêu nhanh. Nhất là đối với con nào mà trên cái form bài mà tướng tăng cơ mạnh á, thì mọi người sắp làm sao á, mà lúc đầu game cả hai con Kalista nha, nó đều nhắm vào một thằng nó quăng giáo thì thua chứ. Nó cộng dồn giáo và thằng nào rút cũng được nha mọi người ơi, chỉ cần đúng cái số lượng giáo mà cần á, nó rút một phát là đi luôn. Hồi lúc trước á là mình có làm cái quả mà Kalista ba cùng đao, nhầm ba mũ thì phải, nó quăng vào con Baron đó nha mọi người. Nó quăng tầm có vài giây à, rút một phát gần 5.000 sát thương chuẩn và Baron đi luôn. Thật luôn á. Đây Kalista 2 sao nè, rút một phát nè, quăng nè, quăng nè, quăng nè, rút một phát nè, quăng tiếp nè anh em ơi. Lên mana cứ phải gọi là liên tội nha. Một lần xài kỹ năng á là 6 cái giáo nha. Ác chưa? Ác chưa? Và một cái giáo nha mọi người, nó sẽ dựa theo sức mạnh phép thuật của con Kalista này nó đang có nha. Giả bộ Kalista này phép thuật càng nhiều á, khi mà quăng giáo vào giáo nó sẽ càng đau á. Rồi, đánh quái nào. Nếu như mà ngon á thì mình sẽ lắp cốc cho Kalista này để mà nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Còn nếu như mà mình muốn chơi cái kiểu mà an toàn á, tại vì cái form bài của mình đang rất là thiếu tăng luôn á mọi người, thì mình sẽ lắp trang bị tăng cơ nha. Cho Seth cầm cũng được, cho Maokai cầm cũng được nè. Mà mình cũng đang khá là phân vân luôn đó. Tại vì nếu như mà lắp cốc á thì về lúc cuối game cái form bài của mình sợ là nó chưa chơi được tầm 5 hoặc là tới 10 giây á là đã bốc hơi hết cả rồi. Mà con Kalista này á, nó là cần cầm quyền trượng ở đây mà cái quyền trượng này nó phải cần tích thời gian á thì mới được. Ui ôi, Yasuo đồ chuẩn chưa? Yasuo đồ chuẩn chưa? Đúng là học quà Pandora mà, muốn vẽ đồ thì vẽ à. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì á thì hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Nếu mà anh em không tin thì mỗi ngày thì mình đều bỏ ra từ 1 tới 1 tiếng rưỡi để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của mọi người luôn và trả lời từng cái một. Anh em nào mà hay comment ở video của mình thì sẽ biết mình tìm mình trả lời lại luôn mà. Nói chung là đó là một cái thói quen cũng như là công việc hàng ngày mà mình phải làm rồi. Cũng rất là vui vẻ thôi anh em. Kalista nó quăng nè, Javan rút phát nè, đó. Quăng nè, đó, rút phát nè. Lên 40 stat rồi nha. Găm 6 giá vậy nè, 60 stat nha mọi người. Galio à. Ơ, rút không chết kìa. Ơ, lag rồi anh em. Ai da. Tại vì trước đó là mình đã thấy là nó có rút rồi sao á. Mà con Galio nó không chết, nó phải rút lại thêm một cái lần nữa. Ảo vậy. U, lõi kim cương. Để cùng xem thử nào. Trong gà hó cuốc à. Cũng khá là cùi. Không có ngon cho lắm. Khuyến mã kinh nghiệm à. Tất nhiên là phải bỏ rồi mọi người. Kho thần tích cái này là hên xui lắm nha mọi người à. Thôi roll đi. Đã bác liên thanh và một cuồng đao à. Lỗi 1, lỗi 2 à, chắc chắn là phải bỏ rồi. Chỉ còn duy nhất là cái lỗi 3 thôi. Họ lấy luôn nha mọi người à. Một cuồng đao với lại là một cái đại bác.
Cái đại bác này cho con Yasuo cầm nó cũng rất là ngon nha. Biết nãy lấy bè luôn cái kho thần tích cho rồi. Nếu như mà may mắn á, nó ra cho mình được một cái cuồng đao ánh sáng á, thì cũng bú đi chứ bộ. Mà làm sao anh em. Đây Viego 2. Trời ơi, Kalista nó không ra thiệt luôn á chứ. Ây da, thiệt luôn. Mình đang cần một con thôi anh em ơi. Mình bỏ vào để mình kích cái cặp đôi hoàn cảnh á, mà nó không ra luôn mà. Ảo thiệt. Trời ơi, nó cộng dồn một con Siyu nè. Nhìn nè anh em. Siyu 2 sao nhìn có vẻ khá là trâu, nhưng mà thấy không, đúng một rút thôi. Chờ vàng với chúng tôi. Rút luôn nè. Ôi ok chưa, 80 stack rồi nha mọi người. Trời ơi, nó rút kìa, 4000 dam. Mày nó thấy không, xét thương chuẩn á, mình nghĩ là tầm phải 3800 dam rồi. Mày sợ ảo vậy ta. Ui, level 7 roll được 4 con Gwen. Cuối cùng cũng ra được con Kalista mọi người ơi. Yasuo sắp 2 sao luôn cho em nó luôn nè. Hay là mình chơi lầy đi mọi người. Mình sẽ build 2 con Kalista nha. Một con á là 3 sao cầm 3 quyền trượng. Một con á là cầm 3 cuồng đao nha. Máu chiến luôn, dân chơi sợ nhiều mưa rơi. Mình là mình thích làm cái thử thách content như thế này hơn á. Là mình chơi game để vui vẻ mà. Mình không phải là một cái người mà chơi game để mà tra hạt, để mà cày lên một cái mức răng thật là cao nha. Hồi xưa là mình cũng có chơi kiểu vậy á, nhưng mà nói chung là bây giờ mình thích làm content hơn, tại vì chơi nó giải trí mà. Ui, rút một phát 2500 đam sát thương chuẩn mọi người ơi. Ây da, trời ơi, sát thương chuẩn nó rút kìa. Ác thiệt. Mai xưa từ chủ thua 5 trận, bây giờ lật kèo, lật cái bàn luôn anh em ơi. Lộn cái bàn nha, bây giờ chủ thắng 5 trận luôn rồi, tuyệt vời. Ước gì cái lõi thứ ba hồi nãy á, nó ra cho mình một cái với trúng thưởng. Ui, là bú rồi đó. Mình đang roll kiếm ở chơi nhưng mà có thấy đâu anh em ơi. Nếu mà ra thì phải gọi là quá ngon rồi. Ui, tướng 5 vàng anh em lầm hết rồi. Còn cung gỗ nè. Nói chung là mình cứ lấy con tướng mắc tiền nhất mà mình bán thôi. Tại vì kiểu gì cái cung gỗ này á, khi mà về nó cũng sẽ bị đổ thành một cái món khác thôi. Tại vì cái hộp quà Pandora mà mọi người. Anh em nhìn nè, cái trang bị cung gỗ này á, khi mà về nó sẽ bị đổ thành một cái trang bị khác nha. Chắc chắn với mà anh em luôn. Ây da, không đổi hả? Mấy cái hộp quà Pandora này nhiều khi nó thích đổi là nó đổi sao quá anh em. Thề, tại vì hồi trước á, mình cũng chơi cái hộp quà Pandora này nha. Mình lượm cái trang bị từ vòng đi chợ về á, thì nó tự bung ra khi mà đi chợ về anh em ơi. Thì cái trước khi mà qua rau á, nó tự đổi thành mình một cái trang bị khác luôn anh em. Bây giờ nó không đổi. Quê chưa? Quê. Chúng mình quê quá. Ông này ta rít sụt chéo luôn anh em à. Level 8. Một cái form bài là Targon hiệu chủ nhân với ta rít sụt chéo nha. Kalista mình nghĩ là nó cần được á, nhưng mà tên mạng châu quá gì nổ không ta. Ok, rút một phát 2000 sát thương chuẩn ở đây ơi, 60 stat rồi nha. 2000 sát thương chuẩn ở đây ơi, 80 stat rồi nha. Ui trời, ác chưa. What the hell luôn ở đây ơi. Kinh khủng thật sự, con Kalista 3 quyền trượng đi chung với cặp đôi hoàn cảnh. Đúng thật sự là một con quái vật luôn. Đây là mình mới chỉ là đang làm thử thách đồ dị thôi nha. Chứ nếu như mà mình làm cái quả meta mà Kalista cặp đôi hoàn cảnh á, thì mình nghĩ nó còn kinh khủng hơn nhiều á. Và nếu như mọi người muốn xem thêm meta, thử thách hoặc là đồ dị á, thì anh em có thể lên kênh YouTube search tên là Biosegi cộng kèm với tên meta hoặc là tên thử thách đồ dị mọi người muốn xem nha. Hoặc là vào các phần video của mình đã đăng á, mình đăng rất là nhiều luôn rồi đó. Mỗi ngày thì mình cứ đăng đều 2-3 cái thôi, mà đăng xen kẽ giữa meta, thử thách các kiểu nha mọi người. Và nói chung là ý tưởng của anh em đưa ra thì mình vẫn đang săn thôi. Nếu như mọi người thấy mình chưa làm á, thì rất là mong anh em có thể thông cảm cho mình nha. Mình vẫn đang săn từng cái một nè. Vì nó nhiều quá á, mình săn không hết thiệt luôn á em. Mình làm từ đầu mà đến cuối mùa chắc gì hết chưa. Ui rồi. Ây da. Ây da, Kalista. Mời. Ác anh em. Chỉ có một từ thôi. Quái vật thật sự luôn.
Và mọi người nên phân biệt giữa mình làm meta với lại là làm thử thách bằng cách xem cái ảnh với lại là xem cái tiêu đề nha. Tại vì đã từng có rất là nhiều anh em luôn là lấy cái ý tưởng mình làm thử thách đồ dị á và đánh răng và thua. Nếu như mà lọt top hoặc là top 1 thì không có sao, chứ nếu như mà thua là bắt đầu lại lại cái chuyện đó, lại lên cái phần bình luận là cái chuyện đó nha mọi người. Nên mình nói tôi thẳng luôn đó nha, đây là mình làm thử thách đồ dị thôi, không phải để mà leo rank nha. Mọi người nào mà có leo rank thì cái đó thì nên phải chịu trách nhiệm thôi, chứ đừng có đổ thừa cho mình. Rồi ơi, cái này Kalista 2 sao thôi đó nha mọi người ơi. Chứ nếu như mà leo được 3 sao thì chắc là nó còn kinh khủng hơn nữa luôn á. Kalista nè bạn, lên 3 sao sớm sớm với tôi cái coi. Trận này sắp đi hết cả rồi kìa, còn có 7 không à. Ok, Kalista 6 con nè, set set 2 sao nè. Cái này mà team bạn có tăng cơ nó châu châu một xíu mình cũng sướng rồi này. Mà giờ ước gì team bạn chơi 80 không để có cái con Baron, hoặc là ước gì team bạn có Sen 3 hoặc là Nasus 3 này ơi, hoặc là những cái vị tướng 4 tiền 3 tiền nào mà và full tăng á. Ui thì là sướng hơn. Cái list tay của mình nó găm chắc là phải tầm vài trăm cái mũi giáo á, nó rút một phát tê người luôn, tê người luôn á. Giống như bữa mình rút cái con Baron nó một phát gần 5.000 đam sát thương chuẩn thì nó biết rồi, không biết là bao nhiêu mũi giáo luôn á anh em. Rồi người ta toàn đam tay đam vật lý không, Kalista toàn đam chuẩn không đỡ hơn sao được. Nói chung là với cái việc mà đam chuẩn này thì mọi người cũng khó để mà có cách khắc chế lắm, tại vì cái đam chuẩn này nó đánh thẳng vào máu mọi người à, nó không có cần quan tâm là mọi người có bao nhiêu giáp hoặc là bao nhiêu kháng phép cả, và máu luôn, nên khắc chế nó cũng hơi khó đó. Mình nhớ không nhầm là những cái mùa nào mà tướng sát thương chuẩn á, như là con Kayle hồi mùa mấy á, với lại là con Ven thì hầu như mùa nào nó cũng là sát thương chuẩn nha mọi người. Con Ven với lại là con Kayle á, những cái mùa nào mà nó gây sát thương chuẩn á, quay thề rác lắm, toàn là meta hot cả. Ông này là tướng 4 vàng 5 vàng khá là nhiều nha. Kalista liệu có cân được hay không đây? Lên được 20 stat rồi nha mọi người, 40 stat rồi nha mọi người. Dàn tăng của mình đang không ổn cho lắm. Yasuo hay Sagi? Ui Yasuo cầm đại bác này đúng là sinh ra để mà khắc chế những cái ông nào mà chơi tướng carry hàng sau đó. Nói chung là con Yasuo cầm đại bác này thì mình đã có làm meta về nó và giải thích rất là kỹ luôn ở những cái video trước rồi nha. Mọi người muốn xem thì cứ bấm vào cái phần video đã đăng rất là nhiều rồi. Nice, nice. Đây, sắp được 3 cuồng đao rồi anh em. Ui, 8 con, 8 con cuối, con cuối, con cuối, con cuối. Đây, 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 phải bỏ bớt ra nha, chứ thôi là đụng hàng đó. Đây, tuyệt vời chưa? Tại vì nó sẽ ưu tiên lấy đồ mà lên được 3 sao á của tướng đứng ở dưới nha mọi người. Và nó sẽ tách đồ tướng nào đứng ở trên cái hàng chờ. Đây là một cái mẹo mà nói chung là đã xuất hiện hồi tầm mùa 2 rồi sao anh em ơi, rất là lâu rồi. Nó sẽ lấy tướng mà đứng ở dưới hàng chờ, lộn, đứng ở dưới cơ bát đó, mà nó sẽ tách đồ tướng mà đứng dưới hàng chờ ra. Ủa, cái list bay sao nó một cái sự khác biệt luôn. Ui, rút đúng nhanh luôn anh em. What the fuck? Trời. Sao mà đỡ được? Làm sao mà đỡ được? Nó tăng sức mạnh công kích và phép thuật lên được thôi chứ. Tại vì đây là tăng thêm phần trăm nha mọi người. Nên nếu như mà Kalista này nó có càng nhiều phép á, thì tăng theo phần trăm nó càng nhiều thôi. Máu rất là đều nha. Ok, một cái ông nữa đi rồi. Và top 5 vẫn còn nguyên đó. Có cốc nè, có trang bị tăng nè, và cùng rất là nhiều những cái trang bị phép khác nha. Anh em cứ lấy đi, mình đứng top 1 mà. Anh em lấy cái gì còn gì mình lấy thôi, cái gì đâu mà căng. Cốc không ai lấy à. Thôi lấy cái mũ đi anh em. Với lại là mình cũng đang muốn lấy con tướng nào mà mình đang chơi á, nuôi thử luôn. Lên được thì lên. Ok, bỏ vào liền, bú liền, bú liền. Tăng chỉ số anh em ơi. Custodian 3. Custodian này hồi bữa giờ là mình vẫn đang muốn làm đồ gì với nó lắm luôn á, nhưng mà săn cái lõi tướng hoài chưa ra anh em.
Tại vì mình còn phải săn cả hộp quà Pandora với lại là một cái lõi tướng Cassadin ở trong cùng mỗi trận đấu á, là nó mới có mảng cái mảng đôi nhãn được. Nói chung là làm đồ dị á, dễ thì nó cũng dễ, nhưng mà muốn để mà làm mắt binh, để mà làm gọi là hoàn hảo nhất có thể luôn á, thì sẽ rất là khó nha. Cái đất ta nè, nó quăng nè. Ui, nó rút còn tí máu ta. Rút bị hụt quá ta. Ui, nó quăng kìa, trời ơi. Nó găm như nhím quá em. Trời ơi, quá đá phát. Ác quá vậy. Mạnh thiệt đó em, chơi cái này vui phớt đấy. Top 5 vẫn còn yên nguyên nha. Với lại là con Kalista này á, nó chỉ có hai cái hệ mà cần phải kích thôi. Đó chính là thách đấu, tăng tốc đánh. Thứ hai là bóng đêm, tăng giáp và phép một tí. Và có hồn mana nữa. Cái bóng đêm này thì mọi người đừng quên nha, khi mà nó tạo giáp á, nó sẽ được hồi lại mana á mà. Hơn em. Chung là mana đối với con Kalista này cũng cần á, nghĩa là cũng cần á. Quăng phát xấu giáo luôn mà. Đây, tìm bạn của mình tăng châu châu nè. Được rồi. Mấy con bọ nó khiêu khích kìa nè mọi người. Cay vậy. Rút con bọ trước nè. Bị chón rồi. Rút con Cassadin bay nè. Rút con Maokai nè. Rút con chim hư không nè. Rút con Bevet nè. Rút con Kai'Sa nè. Rút con Hammer nè. Trời ơi, từng đứa một phải lên bảng luôn khi mà gặp cái con Kalista siêu quái vật này. Không chỉ là một mà là hai. Không chỉ là một con Kalista mà là hai con Kalista. Wow. Nghe vậy chân ác. Mình vẫn đang còn một cái mảnh đồ cuối cùng nha mọi người, và mình vẫn đang chờ, đó chính là một cái cung gỗ để mình lắp luôn là ba cuồng đao Kalista 2 sao và đi chung với ba quyền trượng Kalista 3 sao nha. Thế mới gọi là mạng cái đôi nhãn chứ. Và theo như yêu cầu của rất là nhiều anh em luôn á, là mình nên tạo một cái trang web riêng để mà mọi người có thể mua hàng dễ hơn. Khi mà chọn sản phẩm ở trên cửa hàng Bean You Store của mình thì mình đã bỏ ra gần 20 củ nha, để mà build một cái website siêu mượt, siêu chất lượng luôn. Và thật sự là nhìn rất là sang ha. Anh em có thể ghé qua website với tên miền là biosegistore.com nha. Và mình có để cái link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận đó nha mọi người. Và ở phía cuối phần video á, là mình đã có làm hẳn một cái video riêng luôn, là mình có thể hướng dẫn cho anh em mua hàng ở trong website đó một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Và anh em đừng quên nha, mình còn có một cái fanpage tên là B&U Store nữa, để mình có thể tư vấn size cho mọi người nè, và trò chuyện với anh em để mà anh em có thể chọn một cái sản phẩm phù hợp nhất đối với cái sở thích của anh em nha. Là vì bên cửa hàng của mình nó đang có hơn 50 mẫu quần áo khác nhau, từ quần rin, quần túi hộp, quần wash long và áo polo các kiểu. Và áo bên mình nó là độc quyền chất lượng nha mọi người. Và nếu như mọi người hỏi á, thì mình tự tin nhất là về cái gì, thì tất nhiên rồi, mình tự tin nhất là về chất lượng sản phẩm, chế độ bảo hành trước và sau khi anh em mua hàng luôn. Nói thật với mọi người luôn á nha, là mình đã bán gần 1.000 sản phẩm rồi ở trong khoảng gần 4 tháng khởi nghiệp vừa qua, và chưa nhận lại bất kỳ một cái lời phê bình nào của anh em mua hàng ở bên kênh của mình cả. Rất là cảm ơn mọi người luôn nha, vì trong khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ mình nhiều đến như vậy. Đây, một cái form bài 6 thách đấu nha, và link của mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận đó nha. Mọi người nào mà có nhu cầu mua hàng là muốn ủng hộ cho mình thêm á, thì có thể ghé qua xem thử ha. Nói chung là khi mà anh em mua mà thích á, thì chắc chắn luôn sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng đâu. Đấy, tạm thời như vậy đây. Osaka 6 thách đấu nha mọi người. Nó sẽ tăng thêm 50% tốc đánh khi mà nó hạ gục được một kẻ địch trong vòng 1,25 giây á. Quăng nè, rút một phát nè, quăng khác nè, quăng nè, rút một phát nè, quăng nè, quăng nè, rút một phát nè. Nó quăng chưa tới 3 giây là một thằng đi rồi anh em. Còn con Tarik Bay này thì còn phải quăng trâu hơn tí, nhiều hơn tí và rút, và thế là đi thôi. Trời ơi. Ở cái trận này mình mới để ý là mình đang không có lắp bất kỳ một cái trang bị tăng rồi luôn ha. Mình đang không lắp bất kỳ một cái trang bị tăng nào cả. Gawain full phép, Yasu full đam vật lý. Kalista mỗi đứa cầm 6 cái trang bị đam. Thế nó mới chiến báo chứ. Ông này là cái bài AZ quân sư với lúc phụ đam, đi chung với Nyzot và Yavan đang cầm trang bị cực kỳ đẹp nha. Cái con AZ nữa thì mình thấy người ta thường là build cuồng đao và đại bác các kiểu anh em, và đồ phun phép chọt cũng thấm phớt đấy, chứ không phải là đùa đâu. Và nếu như mọi người có mua hàng ở bên cửa hàng của mình á, thì còn được tặng kèm thêm một cái phần quà, đó chính là móc khóa tự chọn đó nha, đấu cho chân lý mùa 9 nha mọi người.
cứ mỗi mùa thì mình sẽ cập nhật thêm những cái mẫu móc khóa mới siêu đẹp luôn để cho mọi người có thể lựa chọn nha. Yasuo lóc nè, lóc một lúc nhưng mà Hisagi khác. Và nói chung là cũng trâu, nhưng mà đó là chiến thắng dành cho mình rồi. Osaka và GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng tại trang web biosagistore.com nha. Một cửa hàng thời trang của mình đang có ha. Thì mọi người cứ bấm vào cái link của mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận ha. Anh em cứ kéo xuống dưới nè. Đó, mọi người thích mẫu nào á thì có thể lựa chọn như là áo thun dây chuyền nè, rồi áo thun in hai mặt nè, áo tăng tốc wash long nha mọi người, áo wash long, áo sơ mi cũng như là rất là nhiều những mẫu áo độc lạ và độc quyền ở trên thị trường luôn á. Anh em sẽ không kiếm được ở bất kỳ đâu cả. Giả bộ như mình thích cái mẫu này đi luôn đúng không? Tại vì nó quá đẹp mà, in cái hai mặt rồi có cả hình Naruto các kiểu nè mọi người, và hình này là in lụa mát lắm. Đây, mình bấm vào đúng không? Mình có thể xem thông tin sản phẩm như là mặt trước của áo nè, mặt sau của áo nè, độ rộng size áo các kiểu nha mọi người, rồi chất liệu đường may màu sắc nè. Đấy, mọi người thích đúng không? Thì chọn size nha. Ở đây nè, đó mọi người chọn size M, size LXL này, mình chọn một cái size L nha. Mình bấm thêm vào giỏ hàng. Mọi người mà thích mua nữa thì có thể thoát ra tiếp tục lựa sản phẩm và mua tiếp. Còn không thì mọi người bấm thanh toán nha. Và sau khi đã vào đây rồi, mọi người sẽ còn được thêm một cái phần quà tự chọn nữa nha. Cảm ơn bạn đã mua hàng của B&U Store. Mình xin tặng bạn một quà miễn phí. Hãy chọn ở đây này nha. Mọi người bấm vào đây. Đấy, nó sẽ hiện ra những cái phần quà móc khóa tự chọn nha mọi người. Và là hoàn toàn miễn phí với một đơn bất kỳ mọi người mua thì được tặng thêm. Anh em cứ mua một đơn, bấm vào đây, chọn quà thôi. Giờ mà mình thích cái mẫu A-Chot này đẹp quá em ơi, tại vì nó mới ra mà. Mình bấm thêm này, thêm quà này và giỏ hàng nha. Đấy, là nó sẽ tự thêm rồi đó. Và tối đa một đơn hàng được chọn một phần quà nha mọi người. Mọi người chỉ cần điền thêm thông tin, đó chính là họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, cũng như là thông tin bổ sung. Giả bộ mọi người muốn giao hàng vào lúc nào, thời gian nào, cũng như là cái gì ha. Và khi mọi người mua thì sẽ có hai hình thức thanh toán. Một là chuyển khoản ngân hàng nha. Anh em bấm thanh toán xong rồi chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn là ok. Hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Về điều kiện ở đây nè, mọi người có thể đọc kỹ hơn ha. Và nếu như trong lúc mọi người mua đang phân vân không biết nên chọn size gì, nếu như mọi người muốn tư vấn size phù hợp thêm thì có thể bấm vào chữ chat ở phía dưới này nha. Đấy là chat trực tiếp qua fanpage của mình nha mọi người, thì sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để tư vấn cho mọi người một cách chuẩn xác nhất về size số nha, mặc cho nó thoải mái em ơi. Và đó là tổng quan quá trình mua hàng tại cửa hàng biosagistore.com nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và bye bye.